Hello mọi người, thực chất là cái việc bạn tính chiều cao của một đứa bé là bạn lấy chiều cao lúc 2 tuổi chẳng hạn sau đó bạn gọi là nhân 2 lên và bạn gọi là đưa ra cái dự đoán là năm 18 tuổi chiều cao của đứa trẻ nó sẽ có khả năng đạt cái mức đó thì thực ra nó cũng gọi là mang cái tính chất dự đoán thôi và nó sẽ không chính xác nếu mà áp dụng cho những bé nữ và thực ra là nữ giới con gái thường ở trong cái độ tuổi mà chưa trưởng thành chẳng hạn thì sẽ phát triển nhanh hơn, sẽ sẽ lớn phỏng phao hơn so với lại một bạn nam cùng lứa tuổi và đối với nữ giới thì có thể là những cái đứa bé gái nhỏ nhỏ thì nó sẽ được tính một cách chính xác hơn là khoảng lúc 18 tháng mà thực ra nó có thể áp dụng một cái phương pháp mà theo Vincent là sẽ chính xác hơn cái quan niệm mà mang tính chất là phổ quát này đó là bạn sử dụng những cái bảng gọi là trưởng thành những cái grow chart của những cái tổ chức lớn trên thế giới như là WHO hay là của CDC Hoa Kỳ chẳng hạn thì người ta sẽ có những cái bảng như thế dành cho bé trai riêng, dành cho bé gái riêng và cái mức độ chính xác của nó thì đâu đó là nó cũng chỉ khoảng 95%, 97% và dựa trên những cái tệp dân số trung bình thôi những cái gọi là góp nhặt về mặt dữ liệu thôi còn trong video này thì mình sẽ trình bày cho các bạn một vài vấn đề liên quan đến cách các bạn dự đoán về mặt chiều cao bộ gen sẽ ảnh hưởng như thế nào bạn có thể tập luyện dinh dưỡng là cao lên khoảng bao nhiêu dựa theo những cách thức tính toán như vậy hay là bạn cần phải hiểu đúng về mặt gọi là bộ gen nó sẽ tác động đến cái chuyện phát triển chiều cao như thế nào một phương án khác để bạn có thể dự đoán được chiều cao là bạn lấy chiều cao của cha bạn cộng với chiều cao của mẹ bạn sau đó chia hai là tại vì thực ra thì chúng ta sẽ được di truyền về mặt bộ gen cả từ cha lẫn mẹ còn di truyền gen nào phát triển chiều cao trình tự gen như thế nào phát triển chiều cao và di truyền từ ai thì rất tiếc là cho tới thời điểm hiện tại khoa học là chưa xác minh được nên chỉ có cách là tính trung bình như vậy và khi bạn tính ra chiều cao trung bình rồi thì đối với lại con trai bạn sẽ cộng thêm 2,5 inch đâu đó khoảng 6,38 gì đó cm còn đối với nữ giới thì bạn có thể là trừ đi con số đó là tại vì nữ giới thông thường sẽ không cao bằng nam giới và chắc chắn rồi mình dùng cái từ thông thường ở đây thì các bạn cũng hiểu là có những cái trường hợp đặc biệt nữa ở cái khía cạnh bộ gen quyết định bao nhiêu ảnh hưởng bao nhiêu đến cái gọi là chiều cao tối đa của một người chẳng hạn hay sức phát triển chiều cao tối đa của một người chẳng hạn thì tách ra những nhóm trùng tộc thì đối với người gọi là da trắng, người Mỹ da trắng chẳng hạn hay người Tây Âu da trắng thì cái sức ảnh hưởng của bộ gen nó lại gọi là tới 80% nhưng các bạn đừng quên rằng 80% ở đây là phải 80% dựa trên cái gì và so sánh với cái gì thì ở đây người ta sẽ dựa trên cái chuyện là bộ gen đối với những người da trắng sẽ chiếm 80% còn 20% còn lại là do những yếu tố khác và chủ yếu là dinh dưỡng, chủ yếu là cái quá trình phát triển, có thể tập luyện, có thể nghỉ ngơi, có thể lifestyle thì gom lại là khoảng 20%. nghiên cứu về mặt bộ gen sẽ ảnh hưởng đến như thế nào đến những cái khía cạnh thể chất khác nhau kể cả là béo phì thừa cân thì nó cũng cần những cái nghiên cứu mà nghiên cứu trên những cái nhóm sinh đôi và trên những cái nhóm rất là nhiều gia đình có cùng những cái gọi là thông số giống nhau hoặc là khác nhau đối chứng chẳng hạn thì cái nghiên cứu đó ở việt nam chưa có nhưng rất là may là chúng ta có thể sử dụng cái kết quả nghiên cứu từ trung quốc một cái đất nước láng giềng có cái tệp dân số cũng khá là tương đồng về mặt chủng tộc đối với lại người Việt Nam và thực ra thì họ có được cái điều kiện kể cả là về mặt số lượng người sinh đôi hay là kể cả về mặt gọi là điều kiện về mặt kinh tế để có thể thực hành những nghiên cứu này và theo những nghiên cứu từ Trung Quốc thì với người Đông Á nói chung bộ gen sẽ có cái sức ảnh hưởng hay có sức quyết định tới 65% chiều cao và để bạn có thể tính được cái dự đoán chiều cao của bản thân bạn nếu bạn mà chưa hết tuổi trưởng thành chẳng hạn còn hết tuổi trưởng thành rồi thì mình cũng đã nói rồi Thôi, chỉ có hy sinh đời bố củng cố đời con thôi và để tính được cái chiều cao ước lượng của bạn thì bạn phải dựa vào cái điều tra dân số tức là mức chiều cao trung bình của người Việt Nam ở những cái thời điểm mà bạn gọi là muốn tiến hành cái chiều cao bạn ở trong cái độ tuổi lớn ở năm nào thì bạn sẽ lấy cái kết quả điều tra dân số của cái năm gần nhất với năm đó chẳng hạn như Vincent Vincent sẽ lấy năm 2000 lúc đó là mình bắt đầu tuổi mới lớn chẳng hạn thì lúc đó cái chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 1m62 nữ giới dưới là 1 m hai và mình sẽ lấy chiều cao của cha của Vincent trừ đi cái số chiều cao trung bình con nam này rồi lấy chiều cao của mẹ mình trừ đi cái số chiều cao trung bình cho nữ này sau đó mình chia hai và mình nhân với 0,65 là 65 phần trăm thì như Vincent đi thì sẽ ra kết quả là Vincent có thể cao thêm đâu đó khoảng 7,93 cm 7,93 cm này thì sau đó mình sẽ phải cộng với chiều cao của cha mình là 1m68 thì nó đâu đó khoảng 1m76. Còn nếu bạn là nữ giới thì cái sức ảnh hưởng của bộ gen nó khoảng 60% theo nghiên cứu và bạn sẽ dùng cái công thức trên ra một cái số cm sau đó bạn sẽ cộng với chiều cao của người mẹ của bạn. Và khi mà cộng vào cái mức chiều cao như thế thì bạn sẽ có thể biết được là cái ước đoán về mặt chiều cao cái sức ảnh hưởng của bộ gen nó sẽ như thế nào và bạn cũng đừng quên một cái yếu tố rất là quan trọng của công thức này đó là còn 35% còn lại hoặc là 40% còn lại nếu bạn là nữ giới thì cái 35% còn lại đối với Vincent ấy nó cũng rất là ổn và nó đâu đó khoảng 5cm thì 5cm này thì cũng đồng thời đúng với lại bản thân của Vincent tại vì à, hồi mình gọi là cấp 3 chẳng hạn thì mình cao đâu đó khoảng 1m76 nhưng sau đó mình vào đại học thì mình sẽ cao thêm được khoảng 5cm bây giờ là 1m81 thì bạn mới xem tới đây thì bạn có thể nghĩ rằng là à, Vincent thì có thể cao lên nhờ cái chuyện tập luyện dinh dưỡng đâu đó khoảng 5cm. Nhưng thực ra Vincent là cái người mà đã tập luyện từ rất là sớm. Mình tập tạ từ rất là sớm, năm 11, 12 tuổi mình đã bắt đầu mon men tập tạ. Tất nhiên là tập tạ lúc đó thì cũng tập ngu, tập cho vui hay là tập theo anh em thôi. Còn mình vẫn chơi những môn thể thao khác và đặc biệt là chơi bóng đá, một bộ môn thể thao quốc dân của Việt Nam rồi. Và mình thì lúc đó phải học rất là nhiều rồi cũng gọi là không có có nhiều thời gian để chăm sóc không có kiến thức để chăm sóc về mặt nền tảng thể chất này rồi mình cũng gọi là thực ra nhà cũng không có đủ điều kiện về mặt dinh dưỡng là có gì ăn ấy thôi chứ không phải như các bạn bây giờ là có thể gọi là tập trung hơn về các mục tiêu thể chất nhưng đúng là sau đó thì lên đại học thì Vincent có được điều kiện hơn này, ít phải học đi này. Khi mà mình đã vào đại học rồi thì mình ít phải học như kiểu là cấp 3 là phải cày từ sáng đến tối, ngày nào cũng vậy rồi. Mình sẽ có nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân hơn và lúc đó thì mình cũng đủ lớn về mặt nhận thức để mình có thể gọi là tìm kiếm những kiến thức tốt hơn này. Rồi sau đó là mình cũng gọi là rèn luyện tập luyện biết cách cân đối giữa tập tạ và biết cách cân đối giữa chuyện là tận hưởng cuộc sống nhiều hơn này rồi cũng biết cách là chơi những cái bộ môn thể thao nào đó mà gọi là nó chỉ mang tính chất bổ trợ cho cái chuyện là rèn luyện thể chất sẽ tập tạ để rèn luyện thể chất nhiều hơn này thì sau đó mình đạt được cái chiều cao như hiện tại và mình cũng luôn cảm thấy cái điều này là một cái thành quả mà nó cũng đến từ cái chuyện mình tìm hiểu về mặt kiến thức về mặt tập luyện về mặt dinh dưỡng mình rất là tự hào thực ra mình rất là tự hào về cái thành quả này còn cái câu hỏi là vậy chuyện tập luyện truyện dinh dưỡng can thiệp vào thì nó có làm thay đổi bộ gen hay không thì nó có ảnh hưởng tới cái chuyện là thay đổi bộ gen là tại vì tất cả các tế bào ở trong cơ thể chúng ta thì nó đều phải là diễn sinh ra, nó đều phải là uh, gọi là sinh ra và mất đi nó rất là nhiều quá trình trong tế bào rất là nhiều quá trình trong cái chuyện là trao đổi chất nó luôn luôn diễn ra hàng ngày và thực ra thì mình cũng phải nói thêm một thông tin rất là thú vị nhưng có thể nhiều bạn là chưa biết đó là qua hơn một năm khoảng mười mấy tháng thì tất cả các tế bào ở trong cơ thể chúng ta là đều được làm mới nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó bạn lại không trở thành một con người khác đây là một điều rất là kỳ diệu còn cái chuyện tập luyện cái chuyện dinh dưỡng thì chắc chắn nó sẽ gọi là ảnh hưởng đến cái bộ gen của các bạn cái này là một cái mình phải khẳng định đó cũng là lý do tại sao mà một vài người thì vẫn có thể gọi là cao lên được hay là vẫn có thể là đạt được cái lợi ích về mặt nền tảng thể chất nhờ cái chuyện tập luyện nhờ cái chuyện dinh dưỡng còn cái ảnh hưởng của bộ gen ở đây thì nó là mang tính chất ảnh hưởng theo nghiên cứu thì nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ quyết định nó đóng gọi là bao nhiêu phần trăm như thế còn tất cả những yếu tố mà thực hành ở bên ngoài ấy thì chúng ta có thể nói là phải làm mới biết được và thực ra mỗi người thì chỉ sống một lần trên đời thôi nên chắc chắn rồi bạn hãy cố gắng trong cái khả năng của mình cố gắng tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle nào đó tốt nhất và tốt nhất ở đây phải dựa trên cái chuyện là phù hợp nhất tức là bạn phải hiểu rõ nó và nó phải phù hợp với lại cái bản thân bạn cơ phù hợp với lại cái bộ gen phù hợp với điều kiện kinh tế và chắc chắn rồi phù hợp với cả cái mục tiêu của bạn ở trong cuộc sống này chứ không phải là chỉ có một mục tiêu là trở lên cao nhất có thể. Cái này là một cái mà mình phải nói vì rất là nhiều bạn vẫn còn chưa hiểu rõ vấn đề này. Còn video này thì mình sẽ kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên ủng hộ Vincent bằng cách like share subscribe nếu bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh comment ý kiến của bạn và nếu các bạn muốn thảo luận thêm những cái chủ đề kiến thức về tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle một cách bài bản chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể trở thành một thành viên của Fitness Bay, trở thành một người Fitness Professional tham dự cái group riêng ở trên website của Vincent để cùng học tập, cùng thảo luận, cùng trao đổi, cùng nâng cấp về mặt chuyên môn. Rất là cảm ơn mọi người.